Sứ ngôn viên Bảo Khanh và Trang Lương xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam, 16.12 miền Bắc California, hệ thống Galaxy 19 trên toàn Hoa Kỳ và Canada, website ibctv.us cũng như trên YouTube IBC TV Official. Và để mở đầu cho phần tin tức tổng hợp buổi sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị đến với phần điểm tin. Điện Kremlin bác bỏ tin đồn Putin tuyên chiến với Ukraine vào ngày 9 tháng 5. Đức sẵn sàng tiếp tục sứ mệnh của Liên Hiệp Quốc tại Mali. Thống đốc Maryland cảnh báo Đảng Cộng Hòa chống lại Trump hoặc mạo danh rẻ tiền. Mexico cảnh báo về các biện pháp kiểm soát di cư không có sắc lệnh Title 42. Nạn nhân của thảm sát Tulsa Race rất hài lòng khi vụ án đang được tiến hành. Và sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên của sự trình bày của sứ ngôn viên Trang Lương. Kính thưa quý vị, Điện Kremlin bác bỏ tin đồn Putin tuyên chiến với Ukraine vào ngày 9 tháng 5. Điện Kremlin hôm thứ Tư đã bác bỏ những lời đồn đoán rằng Tổng thống Vladimir Putin dự định tuyên chiến với Ukraine và tuyên bố tổng động viên toàn quốc vào ngày 9 tháng 5, khi Nga kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trong đệ nhị thế chiến. Khi được hỏi về những lời đồn rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tuyên chiến với Ukraine trong ngày 9 tháng 5, thì phát ngôn viên của Điện Kremlin Peskov nói là không có khả năng xảy ra chuyện đó, điều đó thật vô lý. Ông Peskov cũng bác bỏ việc Moscow đang dự định tổng động viên toàn quốc. Tuyên bố của Điện Kremlin được đưa ra sau khi một số viên chức phương Tây cho rằng ông Putin sẽ tận dụng bài phát biểu trong ngày 9 tháng 5 để công bố một thành tựu quân sự hoặc một bước leo thang lớn trong chiến dịch quân sự đặc biệt, khái niệm mà Nga sử dụng để bắt đầu đưa quân vào Ukraine. Ngày 9 tháng 5 là một trong những ngày sự kiện quốc gia quan trọng nhất của Nga để tưởng nhớ sự hy sinh to lớn của Liên Xô trong việc đánh bại Đức Quốc xã trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại ở Nga. Ước tính là có khoảng 27 triệu công dân Liên Xô đã thiệt mạng trong cuộc chiến 1941-1945 và khiến cho Liên Xô bị tàn phá nặng nề và hầu hết mọi gia đình Liên Xô đều để tang. Đức sẵn sàng tiếp tục sứ mệnh của Liên Hiệp Quốc tại Mali. Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht đã cho biết vào hôm thứ Tư, Đức sẽ kết thúc tham gia sứ mệnh huấn luyện của Liên Âu tại Mali, nhưng sẵn sàng tiếp tục thực hiện sứ mệnh giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại nước này trong một số điều kiện nhất định. Vào đầu năm nay, Pháp và các đồng minh chống lại các tay súng Hồi giáo ở Mali đã cho biết là họ sẽ rút quân sau gần một thập kỷ. Việc rút lui đã đặt ra câu hỏi về tương lai của sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, gồm 14.000 thành viên và các sứ mệnh của EUTM và EUCAP của Liên Âu. Bà Lambrecht đã nói sau một cuộc họp nội các ở Meseberg, là một thành phố của phía bắc Berlin, dưới thời của chính phủ Mali chuyển tiếp hiện tại, có nguy cơ những người lính Mali do Đức huấn luyện có thể chiến đấu với quân đội của Nga vì vi phạm nhân quyền một cách tàn nhẫn. Bà nói đó là lý do tại sao Đức sẽ tiếp tục giữ sứ mệnh đào tạo của mình với EUTM ở Mali. Quyết định này đã được đưa ra một tháng sau khi tổ chức theo dõi nhân quyền đã cáo buộc quân đội Mali và các chiến binh của Nga đã hành quyết khoảng 300 người dân thường ở một thị trấn miền trung của Mali và hơn 2 tháng sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Thống đốc Maryland cảnh báo Đảng Cộng Hòa chống lại Trump hoặc mạo danh rẻ tiền. Harry Hogan là thống đốc của bang Maryland hôm thứ Ba cho biết rằng Đảng Cộng Hòa đang rất cần một sự điều chỉnh đường lối và cảnh báo chống lại việc tái đề cử của ông Donald Trump cho nhiệm kỳ Tổng thống vào năm 2024. Thống đốc Đảng Cộng Hòa nói với những người tham dự sự kiện tại Thư viện Reagan ở thung lũng Simi, California, "Chúng ta sẽ không giành lại tòa Bạch Ốc bằng cách đề cử Donald Trump hoặc một sự mạo danh rẻ tiền của ông ấy." Ông nói thêm rằng định nghĩa của sự điên rồ là làm đi làm lại một việc giống nhau và mong đợi một kết quả khác. Ông Hogan cũng kêu gọi các đảng viên Cộng Hòa chống lại các cực đoan và cố gắng kêu gọi mọi lượng lớn cử tri Mỹ là ông Hogan được xem là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa vào năm 2024.
Mexico cảnh báo về các biện pháp kiểm soát di cư không có sắc lệnh Title 42. Ngoại trưởng của Mexico đã cho biết vào hôm thứ Ba là Mexico đang chuẩn bị giải quyết viễn cảnh có thêm người di cư vượt qua biên giới của Hoa Kỳ, dỡ bỏ các lệnh hạn chế nhập cư để đối phó với đại dịch. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào hồi tháng 4 đã cho biết là họ có một kế hoạch chấm dứt sắc lệnh y tế công cộng có tên là Title 42, cho phép trục xuất người di cư để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch coronavirus. Vào ngày 23 tháng 5, một thẩm phán của liên bang gần đây đã chặn kế hoạch này thi hành. Sau cuộc gặp với các giới chức hàng đầu của Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Marcelo Ebrard đã nói rằng điều đó không có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể đi qua Mexico mà không có đăng ký thích hợp. Trong những năm gần đây, hàng trăm ngàn người Trung Mỹ đã vượt qua Mexico trên đường đến biên giới của Hoa Kỳ. Và gần đây, những người di cư từ quốc gia khác như là Cuba và Haiti cũng đã đi qua Mexico trong nỗ lực vào Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, nạn nhân của thảm sát Tulsa Race rất hài lòng khi vụ án đang được tiến hành. Những người bào chữa cho 3 người sống sót sau vụ thảm sát Tulsa năm 1921 cho biết hôm thứ Ba là họ hài lòng vì một vụ kiện tìm kiếm sự bồi thường cho cái chết và sự hủy diệt có thể được tiến hành sau phán quyết của một thẩm phán ở Oklahoma vào hôm thứ Hai. Cuộc thảm sát chứng kiến một đám đông da trắng giết người da đen và san bằng phần lớn khu vực Greenwood ở phía bắc Tulsa của họ. Vụ kiện nhằm tìm kiếm các khoản bồi thường tài chính và các khoản bồi thường khác bao gồm kỳ nghỉ thuế 99 năm cho cư dân Tulsa và những người là hậu duệ của những nạn nhân của vụ thảm sát ở Greenwood. Người ta ước tính là có khoảng 300 người, hầu hết là da đen, đã chết. Theo một tài khoản của National Endowment for the Humanities, bạo lực bùng phát sau khi một phụ nữ da trắng nói với cảnh sát rằng một người đàn ông da đen đã nắm tay cô trong thang máy ở một tòa nhà thương mại ở trung tâm thành phố Tulsa vào ngày 30 tháng 5 năm 2000. Năm 1921. Ngày hôm sau thì cảnh sát bắt giữ người đàn ông mà tờ Tulsa Tribune đưa tin là đã cố gắng hành hung người phụ nữ. Người da trắng bao vây tòa án yêu cầu giao nộp người đàn ông. Các cựu chiến binh trong đệ nhất thế chiến, năm trong số những người đàn ông da đen đến tòa án để đối mặt với đám đông. Một người đàn ông da trắng cố gắng tước vũ khí của một cựu binh da đen và một phát súng vang lên làm tăng thêm bạo lực. Xin quý vị vẫn tiếp tục với băng tần của đài truyền hình IBC TV. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2 ngay sau phần các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình.